Đang xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Mấy một chó này cứ tự rùa ra đây kia. Em lấy tô một con nữa. Đây. Gì vậy? Xin 6 video này. Anh xin 6 video này. Bây giờ quay, quay bao nhiêu rồi? Đây. Quay bao nhiêu video bây giờ mới mày? Bây giờ em còn nét nét tí để em quay mặt. Mày mày. Gì? Xin vừa mới quay. Đây. Một là con này, hai là con này. Nhưng mà đang quay, trong tí anh mang lên nhau. Cứ set up đi. Ok. Nên nhanh tí được em Mình em
Vậy là mình đã tâm một xong, nếu bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Đấy, đấy mẹ và mày ngồi này. À, vì đây nhéo nặng thì thế rồi. Lúc em vừa trượt ngã, ai là người kề cạnh cùng em vượt qua? Nhìn em một câu, dù có yêu nhau đâm sâu, nhưng đã xa rồi không quay lại được với nhau. Mấy con chó này bắn viên thiết vũ. Có những người cầu, anh thích chấm phương em đâu, nhưng nói ra sợ làm em đau. Nghĩ đi mà xem, lúc em vừa trượt ngã, ai là người kề cạnh cùng em vượt qua? Đối với em một câu, dù có yêu nhau đằng sau, nhưng đã xa rồi không quay lại được đâu. Nghĩ đi mà xem, lúc em vừa trượt ngã. Mơ rơi một người tuyệt vời như em. Đi đi mà xem lúc em vừa chợt. Béo. Không ai câu từ lành lại, để con người cháu anh đã chẳng thể đâu. Nhìn vào ra sợ là em đau. Đập cái gì? Đập cái gì? Cả tháng tư. Vậy là mình đã tô một xoay nữa. Làm chết cái chỗ tôi mỏi này thôi.
Cầm một nắng. Ôi trời ơi. Gì? Từ từ. Rồi mình nhắn cho một xong, nếu bạn nghe cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là